Xin được kính chào toàn thể cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Khanh ô tô cũ Hải Dương. Ở buổi chiều ngày hôm nay em Khanh giới thiệu tới cô bác anh chị và các bạn một cái mẫu Chevrolet Cruze sản xuất năm 2010 và nó trang bị số tự động. Một cái mẫu Cruze này là mẫu LTZ và nó đã trang bị số tự động rồi cô bác anh chị và các bạn nhé. Và một cái mẫu xe rất là đẹp. Và với mẫu này thì nó cũng về trong cái buổi chiều ngày hôm qua bên em và đã cho dọn qua một chút thôi. Cái mẫu xe này nó cơ bản nó còn giữ được khá đẹp. Đây cô bác anh chị và các bạn nhà mình có thể nhìn thấy từ cái tổng thành bên ngoài của nó này. Đấy, sơn xi này còn rất là đẹp. Đó, đây cô bác nhìn nhé. Riêng cái dòng Cruze LTZ này. Vâng, nói chung là cái dòng Cruze thì form dáng của nó là rất là đẹp. Cái mẫu này thì cô bác anh chị và các bạn thì mình mua về gia đình sử dụng thì rất là hợp lý. Dòng Cruze LTZ thì nó lại sử dụng máy động cơ xăng 1.8 nha cô bác anh chị và các bạn ạ. Vâng, và nó cũng đã sử dụng động cơ eco nhá. Nên cái dòng này đi rất là sướng. Còn đặc điểm ưu điểm của cái dòng Cruze này thì nó đi nó đầm xe và chắc xe. Nói chung là cái độ an toàn của nó rất là cao. Và cái dòng này thì nó có trang bị hai túi khí. Nếu về an toàn của nó thì nó có trang bị về hai túi khí. Đây nhà mình có thể nhìn thấy. Và nó trang bị 4 phanh ABS nhé. Cô bác anh chị và các bạn nhà mình nhé. Vâng, 4 phanh ABS. Và tiện đây thì mình nhìn này. Má phanh này còn rất là dày nhé. Đây nhà mình xem. Kể cả bánh trước nó cũng có phanh ABS. Đấy, nó 4 cái phanh ABS này nó rất là an toàn. Đây là cái hộp phanh này còn khá là dày. Đấy, thì cái này xe là đi rất là an toàn. Thì mình vào bên trong thì mình xem này. Ở đây bằng đời 2010. Nói chung là cái form dáng của nó thì được dùng rất là nhiều năm này. Nhiều cái form của nó rất là đẹp. Đấy, mình nhìn bên trong nội thất của chiếc xe này còn rất là đẹp. Trần nỉ nguyên bản cho xe này, da ghế này. Đấy. Các bạn nhìn đây. Đi theo xe này còn rất đẹp. Vâng, thì trước tiên là mình cùng em sơ qua về cái phần tổng thành bên ngoài của cái mẫu Chevrolet Cruze LTZ 2010 này. Vâng, và cái mẫu xe nói chung cơ bản là còn rất là đẹp trong cái tầm tiền của cô bác anh chị và các bạn để mình ở cái mức giá rất là hợp lý để mình mua về gia đình sử dụng. Thì nếu cô bác anh chị và các bạn thì mình có nhu cầu về cái mẫu xe này liên hệ trực tiếp với em Khanh theo số điện thoại 0943622261 hoặc đến trực tiếp tại Kinh Môn Hải Dương để xem trực tiếp cái mẫu xe này. Vâng, nếu muốn xem xe trực tiếp. Cô bác anh chị và các bạn nếu có nhu cầu với các dòng xe thì có thể kết bạn Zalo về với em Khanh để em Khanh tư vấn cũng như là gửi cho cô bác anh chị và các bạn một vài cái mẫu xe để mình tham khảo. Nếu mình có nhu cầu mình mua về gia đình đi chuẩn bị đi Tết hoặc là để tránh mưa tránh rét mùa đông. Vâng, thì cô bác anh chị và các bạn nhớ kết bạn Zalo nhé. Và còn quay mẫu xe này thì em sẽ đi về cái phần thân vỏ chi tiết một chút nào. Đấy, mình có thể xem đây. Đấy, xe thân vỏ rất là cứng nhá. Đấy, và cô bác nhìn này có thể nó rất là tươi. Thân vỏ rất là tươi xe. Nhìn nhá, rất là tươi. Rất là cứng. Đấy, sơn xi bên ngoài rất là đẹp. Riêng cái mẫu này thì cam kết cho cô bác anh chị và các bạn nhà mình là xe không có đâm va tai nạn gì cả. Và toàn bộ phần cột kèo keo chỉ của nó là còn chuẩn nhá. Gầm bệ chắc nịch, riêng gầm bệ của nó thì cực kỳ chắc. Đấy, các bạn nhìn nhé, gầm bệ chắc này. Toàn bộ phần đèn của nó toàn bộ là còn nguyên bản. Nhà mình xem này, toàn bộ là nguyên bản nhé. Đấy, các bạn nhìn là còn rất là sáng này.
Kể cả như trong cua lốp này, cua lốp của nó thì cũng không có cái mục mọt gì cả. Đây nhà mình xem này, tất cả những con ốc nó còn nguyên này. Đấy, má phanh, bốn má phanh đều còn dày. Hộp sàn này thẳng tắp này. Đấy, những cái chi tiết phần vỏ bên ngoài rất là đẹp. À, những cái phần cua lốp hay là gầm bệ của nó rất là chắc. Ở phần bên trong này thì mình nhìn thấy keo chỉ đây, xe không lỗi gì cả. Đấy là mình nhìn thấy keo chỉ của nó còn chuẩn hết. Và nội thất là cơ bản nó còn khá là đẹp. Vẫn còn đẹp. Ốc cửa cũng chưa ra con nào cả, cô bác anh chị và các bạn. Ở đây mình nhìn này, ốc cửa cũng chưa ra con nào. Tạp đi tạp đồ của nó thì quá đẹp rồi. Đấy, rất là tươi. À, đấy, ok rồi. Đăng kiểm thì còn đến cuối năm sau nữa, đăng kiểm còn dài. Chiếc mẫu này mà cô bác anh chị và các bạn nhà mình mua về đi chơi Tết thì rất là đẹp. Đẹp mà đi nó yên tâm, nó an toàn. Em sẽ mở phần cốp để cô bác anh chị và các bạn nhà mình sẽ kiểm tra cái phần cốp cho em. Cái dòng này thì nó mở cốp bằng điện nhé. Ở đây có chìa khóa theo xe này, cô bác này nhìn. Đấy, dòng này thì nó điều khiển này. Đó. Ở đây mình nhìn cái cốp này. Ở dưới này thì lốp sơ cua nó đầy đủ này, nhà mình xem này. Đấy. Cốp người ta rất là cẩn thận này, có dán cái chống mục mọt này. Đấy, vì nó cái cốp này nó hay mở. Đồ đạc nó hay kéo ra cái vào nó hay xước. Người ta rất là tận tránh dán chống xước rồi. Vào đây cô. Rất là cứng đúng không? Vỏ của nó rất là cứng. Không có lỗi chỗ nào cả. Tất cả keo chỉ của nó là tròn hết này. Đấy, mình xem. Và bây giờ thì xem sẽ vào bên trong cùng anh chị và các bạn để mình cùng em kiểm tra cái trang thiết bị của nó với cái động cơ của nó. Đây cái đảo gạt mưa tự động rồi. Giờ con này đè nhìn rất là nhạy, phát ăn ngay luôn. Đây, em sẽ tiến lên một chút. Cái xe là không có báo một cái lỗi gì nó cả, cô bác anh chị và các bạn ạ. Đấy, và xôn lùi này. Xe thì rất là êm nhé. Xe thì rất là êm luôn. Vâng. Mà cái số côn số vào nó ngọt, nó thao tác rất dễ. Điều hòa mát, mặc là đây điều hòa mới bật số 1 thôi, nhưng mà rất là lạnh rồi. Còn tất cả trang thiết bị khác của nó thì xem nào. Gạt mưa này, vâng, đều hoạt động tốt này. Phòng đánh nâng lạng kính này, hoạt động tốt này. Ở bên phần này nữa này. Rồi. Tất cả ok cho cô bác anh chị và các bạn nhé. Ở đây thì vô lăng nó có tích hợp. Và ở đây tích hợp thì có điều khiển âm thanh này. Ok rồi. Và bây giờ xin mời cô bác anh chị và các bạn nhà mình cùng em đi kiểm tra cái động cơ của nó nhé. Động cơ của cái dòng cờ rui này thì nó là máy 1.8 nhé. Nó không giống như cái dòng NS. Phiên bản TZ này thì nó sử dụng máy 1.8.
Còn nó cái phiên bản NS nó mới sử dụng máy 1.6, riêng cái dòng này đi rất là bốc. Và ở đây mình nhìn thấy phần đèn, nó đã có trang trí thêm cái giải đèn LED này. Đấy, về buổi tối là rất đi rất là đẹp. Đấy, mình xem nhé. Đấy, có độ thêm giải đèn LED rồi. Đây là đây phần máy này. Đây là máy là còn chất này các bác nhé. Đấy, khô ráo này, không có giò dầu gì cả. Cái dòng này đi sướng lắm. Rồi, ok rồi. Vâng, với cái mẫu Cruin, Chevrolet Cruin TZ 2010 trang bị số tự động. Vâng, cái mẫu xe rất là đẹp này. Của bác anh chị và các bạn thì mình có nhu cầu đi chơi, mua về chơi Tết hoặc là chạy hoặc là tránh mưa, hoặc tránh rét thì liên hệ trực tiếp với em Khanh theo số điện thoại là 0943 6261 để giải cái mẫu xe này. Vâng, xin cảm ơn cô bác anh chị và các bạn nhà mình đã quan tâm theo dõi cái mẫu xe và cái clip trong buổi chiều ngày hôm nay bên em Khanh giới thiệu tới cô bác anh chị và các bạn hàng ngày. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở video clip tiếp theo.